Bởi vì cuộc đời nó vậy đó, vất vả nó. Đi đi chụp với thầy một tấm hình. Dạ, 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 phải làm cửa nào phải chụp đẹp hơn nhất. Đây này rất là đẹp. Dạ. Chụp thầy một tấm hình. Bỏ đi. Dạ. Ồ. Dạ. 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 Ồ. Hay quá. Dạ, hay quá thầy. À. Si ma nghĩa là gì hả? Si ma là kết giới, nghĩa là kết giới. Đây là một cái đóng dấu đây để đất thiên. Dạ. Nơi đất Phật. Hay quá. Cho nên cái chùa này nó có ý nghĩa như vậy. Dạ, 12 tháng 4 là gần đây nè, gần tới đây. Gần tới kỷ niệm rồi. Oh. Dạ. Hay quá. Chưa chụp hình đi. Dạ, chụp hình ra đứng đây. Đứng vô đi. Đi. Dạ. Anh cầm anh quay cho em nha. Dạ. Nó đang quay đó, anh cứ bấm nút cắn mẹ em để chụp á. Nút cắn. Anh Nick ơi, tay đồng quay vừa vậy. Anh Nick. Anh Nick phải không? Anh cái việc lo gì đâu mà. Rồi mọi người chúng ta đi rồi chúng mình đứng vô là lịch sử đó, chụp vô bấm sao nó người đẹp dạ hết nó từng cộng nó chụp sau thì làm bốn góc chùa là bốn cái gì đó rồi ok đẹp quá thầy. Dạ rồi. Em mới đọc Phổ Quan Thế Tục. Hả? Em mới đọc Tiếng Sinh Ca. Dạ không, Sim Ma. Sim Ma là kết nối. Thảo. Dạ dạ.